Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 23-24 preview, Đông Quân lại đi cướp dâu. Theo như yêu cầu của sư phụ Nam Cung Xuân Thủy, Lý Tiên Sinh, Bách Lý Đông Quân, Hầu Minh Hảo và Tư Phong Trường Không, Diệp Đỉnh Chi phải vượt qua toàn bộ 16 tầng của Thiên Đăng Các thì mới có thể vào thành Tuyết Nguyệt. Đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng bởi mỗi tầng của Thiên Đăng Các đều có cao thủ trấn giữ, càng lên tầng cao thì cao thủ càng giỏi. Hợp lực với nhau, Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân leo một mạch từ tầng 1 đến tầng 14. Hai cao thủ trấn giữ tầng 15 và 16 của Thiên Đăng Các lại không dễ vượt qua như vậy bởi họ đều là truyền thuyết trong võ lâm. Cả Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đều phải tạm dừng ở tầng 15, thậm chí bị đánh cho tơi tả. Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 23 preview có cảnh Bách Lý Đông Quân đề nghị Tư Không Trường Phong đấu vài chiêu với mình lúc nửa đêm. Có vẻ như anh đã tìm ra cách để đánh bại cao thủ trấn giữ hai tầng cao nhất của Thiên Đăng Các. Ngay sáng hôm sau, cả hai lại lao vào cuộc chiến chinh phục Thiên Đăng Các và có vẻ như họ đã thành công. Ngồi cùng Tư Phong Trường Không trên nóc Thiên Đăng Các, Nam Cung Xuân Thủy dành lời khen ngợi anh. Nếu trở thành thương tiên thì con sẽ là thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Trước đó, khi Tư Không Trường Phong còn chưa bái Nam Cung Xuân Thủy làm sư phụ, ông chỉ liếc mắt qua đã chắc chắn rằng sau này sẽ trở thành thương tiên. Ông giải thích rằng tuy Tư Không Trường Phong không cầm theo thương nhưng ông thấy thương khí trên người anh. Ở diễn biến khác, trưởng công chúa Bắc Khuyết Nguyệt Sao, Hồ Liên Hinh hỏi Bách Lý Đông Quân, thắng được Thiên Đăng Các này coi như vang danh thiên hạ rồi. Vậy lúc đó có phải người sẽ được đi gặp thần tiên tỷ tỷ mà người ngày đêm mong nhớ không? Đương nhiên phải gặp rồi, không những phải gặp mà nhất định phải gặp thật đàng hoàng. Bách Lý Đông Quân lập tức trả lời, không biết khi nhận ra thần tiên tỷ tỷ mình nhung nhớ bấy lâu chính là Nguyệt Sao, anh sẽ phản ứng ra sao? Trong lúc đó, nhị công chúa Bắc Khuyết Nguyệt Khanh đang cố thuyết phục Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân Hà giữ luyện bộ công pháp của mình. Sở dĩ Nguyệt Khanh tiếp cận Diệp Đỉnh Chi là bởi anh là võ mạch trời sinh, rất quan trọng đối với kế hoạch phục quốc của Bắc Khuyết. Diệp Đỉnh Chi, tu luyện bộ công pháp này, tu luyện trở thành đệ nhất thiên hạ không tốt sao? Người cũng có thể đoàn tụ với người con gái mình yêu, Nguyệt Khanh bảo. Diệp Đỉnh Chi hiện đang luyện kiếm ma tiên giống sư phụ anh. Có khả năng anh sẽ vì thời gian cấp bách mà nghe theo Nguyệt Khanh hay không? Không rõ Diệp Đỉnh Chi luyện thành kiếm ma tiên cùng đao tiên Yên Lăng Hà hay học bộ công pháp của Nguyệt Khanh, nhưng trong thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 24, anh đã bắt đầu kế hoạch cướp dâu. Dịch Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi từng lo lắng nếu anh đi cướp hôn thì Bách Lý Đông Quân có chĩa kiếm về phía anh hay không. Hiện giờ, hẳn trong lòng anh đã có câu trả lời. Một cao thủ phía đại hoàng tử khuyên Đỉnh Chi và Đông Quân dừng lại nhưng họ không chấp nhận. Chưa nhắc đến Đỉnh Chi, Văn Quân cũng là bạn thuở nhỏ của Đông Quân. Giờ đây cô bị ép gả cho người mình không yêu, tiểu bá vương thành Càn Đông sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, giải cứu Dịch Văn Quân chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn bởi họ không chỉ phải đối đầu với người của phủ đại hoàng tử mà còn với cả người của Ảnh Môn. Là con gái của tông chủ Ảnh Môn, Dịch Văn Quân đã bị cha ép phải chấp nhận mối hôn sự với đại hoàng tử. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong vượt 16 tầng Thiên Đăng Các như thế nào? Kết quả cuộc giải cứu Dịch Văn Quân ra sao? Bách Lý Đông Quân có phản ứng gì khi biết Nguyệt Giao chính là thần tiên tỷ tỷ trong lòng? Tất cả sẽ được hé lộ trong các tập tiếp theo của thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong.